Xin chào tất cả các bác, hôm nay Lan Cô đang có mặt tại Thạch Hòa, Thạch Thất, bàn giao máy phun giữa Lan Cô Pro loại bánh lốp. Đây là công trình của anh Hòa, Thạch Hòa, Thạch Thất. Chúng ta có thể thấy rất là nhàn, hai người phụ ở dưới và một người phun ở bên trên. Các bác thợ đi sau sẽ gạt và cán bằng thước dây cũng rất nhanh, sau đó sẽ giả lại bằng thước nhôm truyền thống, thước nhôm phẳng. Chúng ta có thể thấy là một bác là đi gạt bằng thước dây, một bác thợ là đi giả bằng thước nhôm, và một bác đi sau cùng là bồi giữa. Đúng là cái thôn thì chúng không bao giờ thằng nào nó làm cho nhỏ. Đây mấy nhà toàn nhà to mà cũng nhà ở với lại chứ không làm rồi. Vâng.